Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình TV Tool. Hôm nay có một cái tin vui nhỏ nhỏ, đó là muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đó là những cái hàng thất lạc của mình TV đã tạm thời là đã xử lý được ổn thỏa. Một số món đã quay đầu về và một số món đã đến tay được khách hàng. Cảm ơn tất cả các khách hàng gần xa đã luôn đồng hành, ủng hộ và chờ đợi những trong cái khó khăn vừa qua. Cảm ơn các anh đã luôn phản hồi những thông tin kịp thời để Minh TV có những cái phương hướng xử lý đối với bộ phận giao nhận của Viettel để làm việc nó hiệu quả hơn. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp lại để chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu một số cái món hàng cho những anh em nào thích sưu tầm và sử dụng. Ok. Đầu tiên chúng ta lại tiếp tục đi vào những cái một số món đồ hơi ha. Một số món đồ hơi. Ok. Vít. Khoan. Mài. Đây. Đây chúng ta làm như vậy thôi. À, thêm một cái khoan nữa đi. Khoan rất là nhiều anh em quan tâm. Có 3 cái khoan. Mình làm nốt 3 cái khoan luôn. Ok, thì súng vít như hôm vừa rồi mình cũng đã có giới thiệu, thì mình có Red Cell, có hãng Uri ha. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu tiếp, hôm vừa rồi là đi cũng 4-5 cây rồi, hôm nay còn khoảng 4 cây thôi, và một số cái cây mài gốc xanh xanh đó ha. Thì cái cây này mình cũng giới thiệu lại cho những anh em nào không có theo dõi cái lô clip trước nữa. Cây này là súng vít Uri, nhưng mà con này là dạng sắt nhỏ gọn ha, thích hợp chúng ta mở những cái đồ gọn nhẹ trong góc kẹt đồ á. Thì đầu tiên các bạn để ý nè, quay gần lại nè, đây là cái hàng chuẩn Nhật ha, đầu 6 ly 3 thông dụng. Đây cái chỉnh áp, nó có chỉnh áp nên điều chỉnh tăng giảm, ví dụ mình muốn cái lực nó lớn nhỏ. Đây là đảo chiều. Một số bác có thắc mắc là súng vít có đảo chiều hay không, thì súng vít là bắt buộc phải có đảo chiều mới sử dụng được ha. Để vít mình có chiều mở ra mở vào, còn khoan thì có thể là có một chiều hoặc là có hai chiều, tùy theo một số cái hãng người ta sản xuất ha. Tất cả những cái này là đã được kiểm tra test ok hết, không có bị rò hơi, để mình trước khi mình giao đến khách hàng là nó phải ở trong tình trạng là sử dụng tốt ha, hoàn hảo. Cái này thì nó chỉnh áp bằng cái đu chỉnh áp phía sau. À, có đảo chiều ha, mọi cái hoạt động tốt. Thì cái súng vít Uri này mình vẫn bán với giá là 450 ha, 450. Tình trạng nó lại khá là đẹp, 450k. Ok. Đầu vít 6 ly 3 thông dụng ha các bạn. Này, cây này là chưa dán giá là còn mới, còn cây nào mà có dán giá là đã đi hết rồi. Một món. Đây, tiếp tục cái món thứ hai là mình có một cái cây khoan của hãng Uri luôn, cùng hãng với cái cây súng vít vừa rồi. À, cái cây này nó của đầu cặp của nó được tới 8 ly ha các bạn. Đầu cặp mang xanh còn khá là đẹp nè. Của hãng Yukiwa. 8 ly ha. À, Uri. Cái dòng tua của con này là 2200 dòng 1 phút ha. 2200 dòng 1 phút là cái dòng tua lý tưởng. À. Hoạt động tốt ha, không bị rò hơi nha. Ok. Cái quan tâm của chúng ta là sử dụng được khi mà chúng ta xài những cái mũi mài, mũi móc, hoặc là mài bằng đá mài và bông cước đưa vào đánh vào mài được ha. Ok, cây này tình trạng cũng còn khá đẹp ha. Cái khoan hơi này mình bán với giá là 450.
khoang hơi của hãng Uri 450k, một cái khoang đầu 8 ly ha, và có kèm theo chì zin mở đàng hoàng nha các bạn ha, chì zin mở đi kèm đàng hoàng ha. Nhiều bạn thắc mắc là không biết là cái chìa mình đưa là có đúng chìa xịn hay không, thì mình cũng thông báo luôn là cái chìa zin này bên TV có khoảng một cái hộp cũng kha khá ha. Đây em quay cái hộp cho các bạn xem. Nhiều bác những cái thắc mắc nữa là đây nó cũng khoảng tầm 100 cái rồi đó chứ cũng không nhiều lắm đâu, đủ cung cấp cho các anh em để chúng ta có chìa mở ha. Tất cả sản phẩm nào mà về khoang thì nó có chìa mở zin đầy đủ hết ha. Đây tiếp tục chúng ta có một cái cây mài, đi chuyển đổi một chút xíu. Cây mài này nó tình trạng nó còn nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh nè, còn dơ hầy nè. Lấy về là nó mình test thử nó chạy ok, không có bị rò hơi nên mình không có can thiệp gì hết, nhưng mà mình sẽ rửa vệ sinh sạch sẽ cái bên ngoài trước khi mình giao cho các bạn. Đây mình cắm hơi mình test thử, thì cái con này là nó mài hơi của hãng Nitto, một cái thương hiệu khá mạnh nổi tiếng chuyên về đồ hơi của Nhật, Nitto Konki ha. Để mình xem máy in xe băng đây, để mình xem nó có để dòng tua trên này không. Dòng tua của nó là 13.000 dòng ha, tương đương với dòng tua máy mài điện của mình đó. Đây cặp te rồi còn đầy đủ hết ha. Sử dụng đá mài một tấc thông dụng nha các bạn. Đá mài. Cái con này nó đang chạy. Thì cái con này á là nó xài cái cò vặn ha, cò vặn. Thì cò vặn này nó như một cái chỉnh áp. Ha. Thì chúng ta vặn. Wow. Ít thì nó chạy ít. Ha, nó chạy ít, vặn nhiều nó chạy nhiều. Đây. Thì cái con này tình trạng nó cũng còn khá đẹp, nó chỉ bị dơ thôi. Mình sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi mình giao cho các bạn. Vệ sinh chạy ngon lành ha. Cái đá mài một tấc này thì ở đây mình có bán. Các bạn nào có nhu cầu thì mình có thể cung cấp cái đá mài cho các bạn. Cái cây này mình bán với giá là 600.000. Cho cái cây mài hơi này ha. Mài hơi sử dụng đá một tấc nha. Sử dụng cò vặn ha. Ok. On. Off. Đó, ok. Qua cái món tiếp theo đi. Mình có một cái khoang hai chiều của hãng Fuji. Đầu cặp của nó là 6,5 ly. 6,5 ly. Cái này về bác nào muốn thay cái đầu lớn lên thì mình chỉ thay cái đầu măng xanh này, nó cũng đơn giản, kiếm cái đuôi con, nó xài cái đuôi con đó. Con nó con số 1 hơi bé. Xài cái đuôi con đó, xài cái thay có thể thay cái đầu lên tới được 8 ly. Tìm cái đầu nào mà lớn chút xíu mình thay lên là mình có thể sử dụng được. Cái đầu tùy muốn cặp bao nhiêu thì mình thay cái phù hợp thôi. Cái này của hãng Fuji nè. Khoang hai chiều ha. Hai chiều, thiết kế cái cọ nằm ở trên đầu nè. Left right. Cây một cái cây kiểu dáng nó khá là cổ điển ha. Cò nhìn cái cặp cò nhìn nó cũng rất là cổ điển. Đầu khoang còn rất là đẹp nè, chưa có vệ sinh, chưa có đánh nè. Tình trạng sáng đẹp, khít, kẹp đầu kẹp mũi rất là khít. Con này nó hai chiều ha, khoan hai chiều. Đây, bấm vô test thử liền. Đây. Bue nằm dưới đây ha các bạn, bue nằm dưới sau đuôi đây.
Con này cái khoan có lực nó giật cái tay mình rất là mạnh ha. Hai chiều đều hoạt động tốt hết ha. Ok. Thì cái này mình có thể ứng dụng mình vừa khoan được, mình vừa bắn vít được, hoặc là mình dùng taro nhẹ nhẹ cũng được ha. Thì cái con khoan hai chiều này nó sẽ ứng dụng được nhiều cái việc hơn là cái con một chiều. Thì cái về cái phần đầu khoan này nhiều bác ngại là nó nhỏ quá, mình không kẹp được cái mũi to hơn. Thì mình vừa rồi mình có nói đó, các bạn có thể là thay cái đầu này bằng cách là mở hết cái miệng này ra. Mở hết cái miệng này ra. Này nó đầu con mà, mở hết ra. Đưa cái đột vô đây, mình đột một cái là nó rớt cái đầu khoan ra thôi. Thay nó cũng khá đơn giản. Thì mình có thể thay lên cái đầu 8 ly hoặc là 10 ly, nếu mà cái đuôi con nó thích hợp thì mình có thể thay lên 8 ly hoặc 10 ly. Thì cái cây khoan này mình bán với giá là 650 ngàn ha. 650 ngàn, một cái cây khoan của hãng Fuji. Hoạt động hoàn hảo. 650k. Ok. Tiếp theo mình quay lại một cái món này. Cái món này là của một cái cậu khách mua về, nhưng lại khi mà nhận hàng test thì nó là cái đầu này nó không phù hợp. Thì sẵn đây mình xin nhắc lại một số cái vấn đề về cái khi mình review á, là chúng ta nên ở nhà chúng ta xem cho kỹ trước khi mà chúng ta nhận hàng, để mà tránh cái trường hợp như trường hợp này ha. Thì cái cây này mình giới thiệu lại luôn, nó là của hãng IR của Mỹ ha. Cây bắn bu lông. Đầu này là đầu 3/8 nha, mình nhắc lại đầu 3/8 là nó tương đương là 9 ly 6. Tất cả những cái size đầu thông dụng mình nhắc lại một lần để cho các bạn ghi nhớ là: nhất, mình có 1 inch là 25 ly 4, 2 là 3/4, thứ 3 là 1/2 là 12 ly 7, 3/8 là 9 ly 6, 1/4 là 6 ly 3. Là những cái size đó là size thông dụng nhất tại Việt Nam mình, đều có bán những cái đầu tiếp như thế này, mua bất kỳ ở chỗ nào cũng có hết, vô cứ nói đúng sai là người ta đưa ra cho mình ha. Còn một số cái hàng về nó có một số cái đầu nó sai, nó lỡ nó đặc biệt, nó xài cho những cái thị trường Anh hay nào đó nó đặc biệt thì mình không đề cập trong đây. Thì những cái hàng đó nó đặc biệt là mình không có những cái đầu tiếp đó, mình rất là khó mua nên mình không có mua những cái sản phẩm đó như thế giờ để phục vụ cho các bạn. Và ở đây mình nhắc lại là cái này, đầu này đầu 3/8 thì nó tương đương với cái lực mở của nó sẽ tương đương với cái đầu như thế ha. Khi người ta nhà sản xuất người ta làm, người ta tính ra cái lực mở thì người ta tính với cái đầu này, với cái lực mở như thế thì nó sẽ đi với cái đầu này, và những cái đầu tiếp nó xài được tới mức độ nào đó thôi ha. Chúng ta có thể bắn to hơn nhưng mà bắn quá thì nó sẽ bể búa thôi. Giống như một thằng nhỏ ốm còi gầy còm mà mình ép nó làm việc quá sức nó thì nó gãy xương nó vậy thôi, không có gì hết. Thì mình nhắc lại là cái cây này là súng mở bu lông dạng đầu 3/8 thông dụng ha. Chúng ta dùng mở xe máy, những cái ốc nhỏ nhỏ gọn thì chúng ta có thể dùng mở được. Ở đây chỉnh áp của nó là 5 số nè, 1 2 3 4 5, và cái đuôi chuột nó là nó thể xoay chuyển được ha. Hai cái lỗ là hai cái lỗ boe của nó nha. Cái con kiểu này đời nó cũng khá là cổ á. Những cái dòng IR đời mới sau này là đều sản xuất ở Trung Quốc hết, nhưng cái IR đời đầu các bạn nhìn để cái logo này ha, cái logo chữ IR nó chồng lên nhau nha, là những cái cây IR đầu tiên của Mỹ và sản xuất tại Mỹ. Mình nhắc lại những cái cây IR mà bạn thấy logo này chữ IR chồng lên nhau. Về sau này họ phát triển lên một chút xíu, chữ IR nó sẽ dời ra một chút, chữ I nó nằm ngoài và chữ R nó nằm kế bên đó, là hầu như là sản xuất đưa qua thị trường Trung Quốc sản xuất để giảm chi phí và chất lượng nó sẽ giảm theo. Khi mình sử dụng qua nhiều cái rồi mình sẽ có sự so sánh về cái sức bền vật liệu, nó sẽ không bằng cái những cái hàng mà sản xuất tại Mỹ ở thế hệ đầu tiên như cái này ha. Và cái này mình vẫn bán với giá là 500 ngàn. Ok, vẫn bán lại với giá là 500 ngàn. Đây, cắm vào thép thử cho các bạn xem, khá là mạnh cho cái con nhỏ sát như thế này ha. Thích hợp chúng ta bắn những cái góc kẹt, vị trí hẹp mà chúng ta không dùng những cái súng mà to, súng bu lông lớn để chúng ta mở được, chúng ta đưa vô vị trí gầm hẹp góc kẹt rồi đó, đưa vô chúng ta thao tác đảo chiều. Ok,
một cây súng mở bu lông IR đầu 3/8 chuẩn Mỹ, sản xuất tại Mỹ, giá chỉ có 500k, thích hợp cho các bác sưu tầm và sử dụng ha. Còn những bạn nào mà còn thắc mắc, còn lăn tăn chưa có rõ về sản phẩm, vui lòng gọi điện cho mình để mình tư vấn thêm trước khi mình chốt, để tránh cái trường hợp là mua về xong lại không phù hợp hoặc là không thích hợp gì đó, thì mình rất là khó làm việc với nhau ha. Cảm ơn các bạn. Một cây khoan tiếp theo mình giới thiệu với một cây khoan rất là hay ho nè. Một cái cây khoan này nó của hãng Kawasaki. Kawasaki về kiểu dáng và thiết kế thì gần như là giống 100% với cái kiểu của thằng Rodak của Mỹ ha. Đây tem Kawasaki, thông số nó ghi đầy đủ trên đây hết ha. Cái đầu khoan nó cũng ghi chữ Kawasaki nè. Đầu khoan này nó kẹp được tới 10 ly nè. Cái con này nó chỉ có một chiều nha, các bạn lưu ý con này nó chỉ có một chiều. Đây đầu khoan Nhật đàng hoàng ha, kẹp được tới 10 ly. Các bạn để ý nè, quay gần lại anh quay nha, lắc cái tai nghe nè, nghe tiếng mùa e nó đánh ra không nè, tình trạng nè rất là đẹp. Dàn hình thức bên ngoài của nó mình đánh giá là còn khá là đẹp ha, khá đẹp, nước nhôm nó ít có bị cấn dập nhiều, đầu khoan còn đẹp kích, kẹp được tới 10 ly là cũng tương đối ha, kiểu dáng rất là đẹp giống như cái súng của cao bồi á. Cái con này tại sao nó thiết kế cái ống buồng hơi nó xéo xéo xéo, đây các bạn để ý, nó buồng hơi nó thiết kế mất cái lỗ móc, nó móc xéo 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 nè, mà nó không móc ngang hay là nó không móc thẳng mà nó móc xéo 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 vậy. Lý do là cái buồng hơi của con này nó thiết kế khá là đặc biệt. Trước đây mình đã có mở qua, mình mổ xẻ qua một cái con y chang như con này rồi, thì mình mở ra mình kiểm tra nó thì nó thiết kế cái buồng hơi nó đặc biệt hơn những con bình thường. Nó là những cái lá bài nó xếp ở cái vị trí xéo góc xéo như thế này ha, chứ nó không xếp vuông góc với là cái trục router mà nó xếp ở vị trí xéo. Thì vị trí xéo là nó cho mình một cái lực, nó khi mình tác động hơi vào cái lực nó nhẹ hơn thì nó đã quay cái router rồi, giống như cái cánh quạt, mình dùng như cánh quạt nó kiểu dán khí đồng học đó, tức là vô cái là nó nhẹ hơn là cái khi mình để vuông góc vậy, mình phải dùng cái lực hơi rất là lớn nó mới xoay được cái router. Còn khi thiết kế cái buồng hơi xéo như nè thì mình quay ngược lại như vậy đó, nó không có nhẹ mà cái chiều quay tới vậy ha. Cái lá bài nó quay nó xuôi nó sẽ nhẹ hơn. Thì con này bởi vì nó thiết kế nó chỉ quay khoan nó có một chiều thôi, nhưng mà được cái là cái lực khoan nó rất là lớn nè. Cái bùa e nó ré là to hơn những cái con bình thường kiểu kia, mà mình đánh giá rất cao về cái thương hiệu Kawasaki này đối với sản phẩm đầu hơi của nó ha. Rất là mạnh, từ súng bu lông cho tới những cái sản phẩm khác của Kawasaki mình đã sử dụng qua rất là nhiều cái dạng khác nhau, vì mình đánh giá rất là cao về thương hiệu Kawasaki của Nhật về đầu hơi. Có nhiều cái sản phẩm nó ưu việt. Cái lực boe cái hơi nó xả ra rất là mạnh. Ok, một cái cây khoan khá là đẹp, đầu khoan 10 ly ha, mà nhắc lại đầu khoan 10 ly, đầu khoan 10 ly. Đây, cái kinh nghiệm chúng ta đi mua đồ bãi, chúng ta có thể một số kinh nghiệm mình chia sẻ với các bạn. Khi các bạn mà trực tiếp đi mua đồ bãi đó, thì khi mà mình ra mình lựa đó, mình lấy ví dụ mình lựa cái khoan đi, mà mình đâu có đồ đi mình thử tại chỗ là biết nó sống hay chết. Bạn chỉ cần cầm cái đầu khoan bằng lắc nè, bạn nghe cái buồng hơi nó quay rồi tới lại cái khoan nó sống. Thứ nhất, thứ hai là cái cò nó phải có cái độ đàn hồi, tức là cái cò nó còn sống, nó còn nhảy. Nhiều cái cò liệt mất tiêu rồi, về chúng ta phải sửa chữa rất là nhiều công, tốn nhiều công. Cái đầu nó bị nước dao nó xét cái buồng hơi ở trong đó, thì bạc đạn nó chết đó, thì nó không có lắc được cái đầu ha. Cũng giống như súng vít vậy thôi. Một số cái kinh nghiệm chia sẻ cho chúng ta đi lựa đồ hơi ngoài bãi ha. Chứ cầm đồ hơi là mình như là lắc đối với đầu khoan là nó sống là có thể mua được ha. Lúc đó có thể thương lượng giá được. Còn mà khi nó chết rồi thì mình về mình sửa vẫn được. Đối với một cái cây, số cây nó đẹp mình vẫn cố gắng mình sửa, mình sửa chữa nó được, nhưng mà nó sẽ tốn công nhiều hơn. Hoặc là nhiều khi cái hình thức ở ngoài nó đẹp nhưng mà trong ruột nó mình mở ra nó bị nước lâu ngày, nó bị rỗ hay là nó bị hư hỏng hỏng hóc ở trong là
cân dây chai thôi ha. Mình có rất là nhiều cây để cân dây chai như thế lắm rồi. Thì cái cây khoan này mình bán với giá là 500 ngàn ha, 500k một cái khoan đầu 10 ly của Kawasaki ha. Còn đối với mà đồ điện đó, đồ điện thì chúng ta cũng có nhiều cái kinh nghiệm nó sửa chữa, nhưng mà để mình tiếp xúc cái đồ điện thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Còn về cái đồ mà súng bu lông á, thì súng bu lông nó ngoài bãi nó rất là nhiều cái dạng súng bu lông, mà tại sao các anh em cứ hỏi mình hoài mà mình không có để mà mình phục vụ cho anh em. Tại vì có những cái xài được, có những cái không thể xài được, những cái rất là mới rất là đẹp nhưng mà các anh em xài không được, bắn không được thì mình đâu thể nào mang về bán. Tại vì mình là cái người đã sử dụng rồi, mình biết cái súng đó, mình biết cái chất lượng của nó, mình biết cái trong ruột nó là cái gì ở trong đó, thì không thể là mình lấy cái súng đó mình đem về mình nói là giống như những người tao không biết thì tao nói là tôi mua được cái súng như vậy, tôi về tôi bán cho anh vậy, anh xài được xài được, xài được thôi. Còn mình là mình bán cái sản phẩm là các anh em phải sử dụng được, phải xài được. Tức là một cái anh thợ thì bên đây anh muốn kiếm cây súng để anh bắn xe máy, hoặc anh cũng kiếm cây súng để anh bắn xe ô tô, thì mình phải tư vấn một cái súng nó phải phù hợp và nó phải sử dụng được ha. Thì mình biết cái súng đó anh xài cái gì, nhu cầu anh xài cái gì, thì mình phải đưa ra một cái đề xuất nó phù hợp ha. Bởi vì nó khó cho mình chỗ đó. Tại sao rất là nhiều đồ mình không có đồ để phục vụ, mà trong khi anh em nhu cầu họ rất là nhiều. Ok, tiếp tục mình có một cái cây mỏ hàng. Rất là nhiều anh em hỏi mình cái cây mỏ hàng, hàng thiết, hàng nhôm, hàng chì á. Thì cái cây này hôm nay mình giới thiệu một cái cây mỏ hàng chì của hãng Hako, một cái thương hiệu mạnh chuyên sản xuất về cái đồ điện nhiệt của Nhật ha. Đây Hako. Cái đầu này nó khá lớn để anh lấy cái thước này. Này, cái đầu này của nó là bằng đồng nha, cái mũi này của nó bằng đồng nè. 22 ly. Wow. 22 ly, công suất là 300W và điện zin là 100V nha các bạn. Lưu ý giùm mình ha. Điện zin là 100V. Công suất là 300W. Khá lớn à. Công tắc nó nằm trên tay luôn nè. Một cái cây mỏ hàng chì tình trạng còn khá là đẹp, mình đánh giá là khá đẹp. Cái tay nó bằng nhựa phíp. Này, thương hiệu Hako đóng trên cán đây nè. Cái này nó về mà nó vứt thì nó hay bị vỡ cái cán này lắm, mà vỡ cán thì coi như thua. Dây nguồn nó còn khá đẹp. Đầu mũi nó cũng còn thẳng thớm, chưa có bị mất cạnh mất đầu ha. Cắm vào test nhiệt luôn, cắm thử vào test nhiệt luôn. Rồi để một chút xíu nữa mình quay lại mình lấy chì mình thử cho các bạn xem ha. Cũng rất là nhanh thôi, cái này nó nhiệt nó lên rất là nhanh. Trong lúc mình giới thiệu món khác, cái mình sẽ quay lại mình lấy cái cuộn chì mình chấm vô thử cho các bạn xem, để mình coi cái cuộn chì nằm ở đâu nữa. Đây mình test thử cho các bạn xem ha. Để xem nó nóng chưa. Nóng rồi đó. 300W luôn mà, nóng nhanh lắm. Rồi. Để chừng 2 3 phút nữa mình sẽ thử chì cho các bạn xem. Độ chảy rất là mịn. Đây, sẵn đây giới thiệu cái cặp cảo đi ha, cặp cảo này lâu lắm, giới thiệu cặp cảo này lâu lắm. Kiếm cái món gì mà giới thiệu nó nhanh nhanh. Đây một cái miếng phản quang, tam giác phản quang, cảnh báo nguy hiểm, hàng của Nhật ha. Tình trạng là khá là đẹp, tình trạng khá là đẹp. Đây hàng chuẩn Nhật nè các bạn, cat eye, chó quá không thấy được hả. Đây nó có chữ da băng nhỏ xíu rồi nè. Đây nó nóng rồi đó, nghe mùi nó bốc khói lên không. Ủa nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. Đây thử chì nè, quay gần lại nè. Cái đầu nó đang dính dơ á, thấy không, thấy chì nó chảy không. Rất là nhanh thấy không, chưa đầy 2 phút. Chì chảy mịn luôn thấy không. Sôi chì lên luôn, nóng rất là nhanh các bạn.
rất là nhanh, giữ nhiệt lâu, tắt rồi vẫn còn hàng được đây nè. À, thấy chưa, tắt rồi vẫn còn chảy chì phà phà, thấy chưa, chảy bóng chì luôn. Quá đẹp. Một cái mỏ hàng của Hako Junior. Size này size nhỏ có đâu mà nó khủng bố chưa, khủng bố dùng vịnh chưa. À, hoạt động tốt, hoàn hảo, nóng nhanh, giữ nhiệt lâu. Giá cho cái cây mỏ hàng 300W này là 500.000. 100V 300W nha. Tình trạng còn khá là đẹp. Rồi. Để đây, chút nữa có thử dùng thử tiếp. 500k cho cái mỏ hàng chì. Nhắc lại nha, cái đầu này nó 22 ly ha. Cái mũi đồng của nó là 22 ly. Còn khá là đẹp. Vẫn còn nóng nè, thấy không? Cúp điện nãy giờ vẫn còn nóng nè, đó, chì vẫn còn chảy. Nhẹ nhàng. Vẫn còn chảy nhẹ nhàng, gạt vô là chảy. Đó, cúp điện rồi vẫn còn nóng phà phà luôn. Quá lợi hại. Ok. Bỏ nó xuống đây để chút đụng vô cái thành là thịt xông khói á. Barbecue luôn á. Rồi. Đây, giới thiệu tiếp lại cái phản quang ha. Tình dạng nó còn khá đẹp nè. Sắt chế đế nó dày. Wow, cái đế này hơi dày à, nặng. Cái đế sắt của nó dày tới 12 ly các bạn. Cái thanh này sắt dày 12 ly ha. Cái này nó gài vô cũng rất là chắc nè. Nó bóp mạnh một phát nó vô. Đó. Hơn sau này cũng có những cái logo rất là đẹp nè. Hướng dẫn sử dụng lắp ráp ha, tháo lắp ha. Đặt phía sau ô tô khi chúng ta dừng đổ mà sửa chữa hay là thay bánh hay là tất cả các cái lắp vô. Đây nó có bị mẻ một chút xíu chỗ này ha. Mẻ chút xíu chỗ này. Không ảnh hưởng tới phần mắt mèo nha. Cái này phần nhựa thôi. Mẻ một chút xíu chỗ này. Tổng quan thì còn khá là mới ha. Khá là đẹp. Mắt mèo còn zin hết, chưa bị cấn bể móp gì hết. Khá là đẹp. Ok. Cái này mình bán với giá là 250.000. Hàng chuẩn Nhật ha, đây có chữ da băng nè, em quay thấy được không? Rồi. Đây. Xếp cái chân nó lại. Gấp gọn nó lại. Rút cái chân này ra. Cái nó có gài cái gì không? Bức nó ra. Nó khó mở nha. Vững gắt. Cái khóa này nó khóa chắc thiệt kìa. Đưa nó dễ ơi. Tự mình hại mình rồi. Tổ trát rồi Minh ơi. Này sao nó gài cứng, nó phải có cái thế gì đó mở ra chứ. Đâu thể nào mà nó cứng dữ vậy. Gài vô thì được mà mở ra không được. Khá là gắt.
tự mình hại mình rồi các bác. Cái này nó gắt quá, em lỡ bạo lực cái nó bị nứt cái mắt mèo rồi. Lúc nãy nó không nứt thì bây giờ nó nứt rồi nè, nhìn kỹ nó bị nứt, nó cấn nó nứt rồi nè. Ok nè, nứt ra nè, giật một cái mạnh quá nó sóc cái chốt này, nó tức nó nứt rồi. Ok, thanh lý với giá 100k, vẫn sử dụng bình thường nha các bác, vẫn sử dụng bình thường, hàng chuẩn Nhật, trâu lành thành trâu què, tự mình tự xử, nứt một chút xíu chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì sử dụng đâu, vẫn phản quang tốt. Này đưa ra ánh nắng là phản quang tốt, mà được cái nó hàng chuẩn Nhật chứ không phải hàng Trung Quốc đâu nha, chuẩn Nhật còn khá mới đây nè, cao su của nó các bác nhìn nè, gần như chưa có xài luôn. Ok, thanh lý với giá 100k, ai biểu mày nứt, cái tội nứt, cái tội nứt bán 100k cho bỏ ghét. Ok, 100k cho cái phản quang của Nhật. Thiệt là bực mình quá đi. Ai giới thiệu cái Eto này, một cái Eto của hãng Hinode, tình trạng là như mới, tem bọng nó còn đây nè. Wow, nắng lên rồi, nắng lên rồi, nắng đẹp rồi bà con ơi. Made in Japan ha, tình trạng nó gần như chưa sử dụng các bạn. Mình đánh giá khá cao về cái chất liệu gan của thằng Hinode này ha, rất là đanh, đặc, nặng, thịt, chắc thịt. Ưu điểm của con Eto khoan bàn này là chiều cao nó mỏng, thấp. Tâm của hai cái lỗ này là 14 ha, tâm hai lỗ là 14. Hàm nó là một tấc. Hàm của này là size 4 inch là hàm một tấc nè. Ha, đúng chuẩn một tấc ha. Tình trạng gần như chưa sử dụng mà. Ở đây nó có chữ da băng nè. Nút nổi nè. Nó do cái sơn nó liếp nó mình nhìn thấy không rõ thôi. Ok, mở tối đa nè, mở tối đa nó được 9,5 ha, mở tối đa được 9,5. Hàm con này nó có phay răng ha, thường những con Eto mà khoan bàn nó ít khi nào mà nó phay răng lắm, một là hàm trơn, hai là sẽ rảnh để kẹp đầu tròn, mà con này nó có phay răng luôn, giúp chúng ta kẹp đồ nó chắc hơn ha. Cái vít ốc này chưa có dấu mở nè, còn dính sơn này của sơn zin của hãng nó luôn á. Mình xem mặt dưới cái ha, đó, mặt dưới thấy không, cái chất liệu gan của nó rất là mịn mịn, đặc thịt chắc chắn. Tình trạng con này là gần như chưa sử dụng ha, chưa có dính một cái dấu mũi khoan nào hết nè, chưa có dính một cái dấu mũi khoan nào hết. Đối với cái Eto mà khoan bàn cũng giống như khoan bàn, em lựa nó khá là kỹ tính về cái vấn đề mà dính cái mũi khoan. Mình rất là tối kỵ cái vấn đề mà cái khoan bàn hay là cái Eto mà kẹp khoan bàn mà dính mũi khoan là tuyệt đối mình không mua. Bán rẻ cũng không mua. Tại vì mục đích mình mua về mình vừa sưu tầm, mình vừa sử dụng, mà mình nhìn thấy cái khoan bàn mà mở ra một cái Eto khoan bàn mà nó dính mũi này là mình khó chịu lắm. Chứng tỏ cái người chủ sử dụng trước người ta rất là không có kỹ tính ha, không kỹ tính và không biết cách sử dụng với cái Eto khoan bàn. Cái Eto này có những cái mình xài qua bao nhiêu đời cái khoan bàn luôn, mình vẫn giữ cái Eto lại để mà mình sử dụng mà chưa bao giờ hề bị dính một cái mũi khoan bao giờ ha. Đây mình để lên khoan bàn thử cho các bạn xem nè. Ở đây mình có cái khoan bàn 1m2 ha, thì các bạn có thể hình dung cái Eto này chúng ta có thể dùng cho cái khoan bàn 1m là rất là đẹp. Đây các bạn, khoan của con Eto 1m2 ha. 1m2. Đây. Cái khoan bàn 1m2. Thấy chưa, các bác thấy không? Camera mà em nó khó tính lắm. Em nói sai nó bắt bẻ em liền.
khổ lắm các bác ạ. Cái cục này ai cũng hỏi chừng á. Anh Minh ơi, anh Minh sao anh Minh hôm qua lấy về giùm em. Ây da, để em tập tay nó hoài nha. Đây, sẵn tiện mình giới thiệu cái khoang bàn luôn nha. Đây, khoang bàn này thì trước giờ em có làm cái clip về nó, về cái tình trạng nó lúc mang về cũng như là mình vệ sinh nó ra sao. Thì sẵn đây mình giới thiệu cái tô khoang bàn mà nãy chưa nói giá đúng không? Sorry các bác nha, cái con này em bán với giá là 950 nha. Một cái tô khoang bàn của hãng Hino đây, tình trạng là gần như mới, bán với giá là 950 ngàn, 950k. Ok, rất là đẹp ha. Những cái con mà dính mũi khoan rồi á, bán rẻ em cũng không mua. Nhắc lại nha, bán rẻ cũng không mua ha. Rồi, một cái tô khoan bàn quá trời đẹp, đẹp ơi là đẹp, lâu lâu mới gặp, không phải lúc nào gặp nha. Thôi tiếp tục giới thiệu cho các khoan bàn ở đây, đang nói khoan bàn, ê tô khoan bàn, nhảy qua khoan bàn, ơ lơ vừa. Đây, cái con này nó dính bụi bụi thôi, do em đứng đây em xịt 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 bụi á, nó dính nè các bác thấy không, làm như là nhầm thôi, nhưng mà sơn zin toàn bộ 100% ha, sơn zin toàn bộ 100%. Rất là nhiều bạn cũng hỏi em về cái khoan bàn, thì sẵn nam giới thiệu với cái khoan bàn lâu nó ra một chút xíu. Đây, đầu tiên là mình nói nhào vô, mình nói khuyết điểm liền, nhào vô nói khuyết điểm liền. Đây, quay cận cảnh xuống nè, bị mẻ một miếng nè, thấy không, mẻ một miếng sau đuôi nè. À, lúc đầu giờ là tính cắt cho nó qua tới bên đây luôn, cho nó thành kiểu cho nó đẹp đó, nhưng mà hơi nó không ảnh hưởng gì tới cái việc sử dụng đó, kệ bà đó, để nguyên nó vậy luôn nha. Đế là sơn zin hết, cái mặt mặt đế phía dưới của cái khoan này còn rất là đẹp nè, sớ phay rồi còn sọc 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 hết ha, thấy không, rất là đẹp. Hai cái mặt bàn các bạn nhìn nè, cái mặt bàn nó bị dính đúng một cái lỗ khoan à, cạn cạn chỗ này thôi, dính một chút xíu chỗ này thôi, còn ngoài ra là zin hết nè, nó còn sớ phay nó sọc 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 ha. Này tay quay đồ zin hết ha, thước ma rồi chạy lên chạy xuống ok hết nha. Quay lên quay xuống nè, lên xuống bàn nhẹ nhàng ha. Thì mình nhắc lại cái con này là cái khoan bàn 1m2 của hãng Itagawa. Cái thông số nằm mấy trước này, thông số nằm mấy trước này, không phải thông số cho mọi người xem ha. Itagawa, khoan bàn Itagawa. À, nó xài 2 pulley thôi, thì mình thay đổi cái cấp độ pulley của nó thì nó tương ứng với những cái dòng tua nó có ghi trên đây hết ha. Thì cái dòng tua chậm nhất của nó là 400 vòng phút là chậm nhất ha. Cái pulley của nó mình thay đổi là 400 vòng trên một phút là chậm nhất, khoan được tới 23 ly hả, độ dày 20 ly hả? Khoan mũi 23 ly hả? Thằng này nó xài con số 2 nha các bạn. Đây là con số 2, là cái đuôi con số 2 nè, đuôi con số 2. Đầu khoan ở đây là hiện tại nó là đầu khoan 13 ly, thì mình xài cái đầu con số 2 thì mình đóng nó vào vậy ha, đóng nó vào vậy là mình thao tác thôi, là mình cứ khoan. Khi mình khoan những cái mũi khoan lớn hơn á thì mình sẽ thay cái đầu của nó đi. Ở đây em có cái chìa thay đầu nè, em gửi cho các bạn, thì mình thay đầu của nó đi. Đây, mình thay đầu của nó đi, mình đóng cái chìa vô là nó sẽ rớt cái đầu khoan ra như vậy ha. Đây mình có cái mũi khoan này là nó 15 ly nè, cái mũi khoan 15 ly, đuôi con số 2 giống như cái đuôi khoan lúc nãy đó ha. Mình ra mình mua những cái mũi khoan, ví dụ mình muốn khoan to hơn nữa, xài tới 23 ly cũng được. À, mình mua cái đuôi con số 2 là về mình cứ cắm vào trực tiếp nè, cắm trực tiếp vào là mình khoan thôi ha, là mình khoan đầu lớn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm vô mình test thử ha, cắm vào mình test thử. Đây. Ok, thì cái con này hiện tại nó đang xài điện zin của nó là 3 pha. Lý do mình không thay đổi motor là
là vì cái con này nó chạy cái dòng tua chậm, cái motor này còn zin của hãng luôn, đi theo hãng luôn. Đây em quay cái thông số cho mọi người xem. Cái motor này của hãng National, Kitagawa đặt, National sản xuất. Là thông số của National nè, của Kitagawa đặt nè, 3 pha motor, 3 pha 400W. Con này nó đi cái tua chậm là 1.965 vòng trên phút. Khi mình chạy cái 50 hạt, cái tần số 50 hạt của mình á, thì nó sẽ chạy cái tua rất là chậm, 965 vòng trên phút thôi. Đó là lý do mình không thay cái motor này, để mình lấy được cái dòng tua chậm của nó, để mình khoan những cái độ dày rất là ok. Cặp te năm trước về nó móp méo rất là nhiều thì mình đã gò lại rồi, thì nói chung nó cũng còn, nó được tương đối ha, tương đối chứ cũng không phải là về nguyên trạng chăm chăm được. Dây còn zin của nó dây bando nè, dây bando, dây zin theo máy mà còn khá là đẹp ha các bạn. Hai cái bô ly zin chưa có bị sứt mẻ gì hết. Cặp te cũng sơn zin luôn ha, bụi bặm xịt một chút xíu nha, né nha. Đây đây, hiện tại đây là mình đang xài cái biến tần. Sao mà cản đường hoài vậy trời. Đây, hiện tại là mình đang xài cái biến tần này là của Mitsubishi. Và set tần số là 50 Hz ha. Đây, đang set tần số 50 Hz. Và lại 50 Hz để mình lấy cái dòng tua tối ưu của cái motor này. Ok. Thì cái này nó giúp mình xài điện 220 nhà mình á, ra 3 pha 200V. Mình đang xài chức năng rớt pha của nó thôi, nhưng mà công suất của con này là một ngựa thì dư sức cho mình xài cho cái motor nửa ngựa rồi ha, không thành vấn đề. Thì cái con này nó có thêm một cái tính năng nữa là đây, xích các bạn lại cái đó, quay cho các bạn xem. Đây, quay công tắc bên đây em. Này nó có thêm một cái ổ đèn ha, ổ công tắc đèn tích hợp chung với lại ổ công tắc chính của máy. Đây cái lỗ đèn nó đây, thì khi mình xài buổi tối á thì mình sẽ bật công tắc đèn lên, thì ánh đèn nó sẽ sỏi trực tiếp xuống ngay cái bàn khoan để mình thao tác, nó rất là thuận tiện ha. Thì đây mình đang gắn cái bóng led lấy ánh sáng vàng cho cái độ sáng nó chuẩn hơn, nó thực hơn khi mình thao tác. Đây ở đây cũng có cái mũi, cái đầu tháo đầu mũi là mình cắm sẵn đây nè. Đấy, ok. Cái con này nó nặng khoảng 120 quá, cỡ tầm đó, khoảng 120 kg gì đó, chưa cân chính xác nhưng mà mình phỏng phỏng nó cỡ đó thôi. Thì tình trạng nó cũng còn khá là đẹp ha. Đây trụ chính, đây trụ chính nó đây, đo nó luôn cho bao nhiêu ly cho các bạn xem. Con này nó bị sứt môi hết bên này, 60 ly ha, trụ chính này 60 ly, hành trình nó xuống hết mức nó cỡ này thôi. Đây, ok. Đây, bật lên chạy thử. Đây là mình đang sử dụng cái chua tô tậm chậm nhất của nó đó, là 400 vòng trên phút á. Ok, đầu khoan chuẩn ha. Cái đầu khoan này nó hơi gắt gắt, thì mình sẽ làm cho nó nhẹ lại trước khi mình giao cái khoan này cho các bạn. Đèn, tắt đèn, mở đèn. Ok, siết đầu khoan. Nó hơi gắt. Thì trước đây là mình xài một cái đầu khoan tự động cho cái con này, nhưng mà cái mình gắn nhiều đồ chơi quá thì đâm ra nhiều khi giá thành nó hơi đội lên, thì các bạn mua thì cũng ngại, thành thử ra mà mình cứ để về cho nó nguyên trạng nguyên zin của nó, về nó như thế này thì mình để nguyên trạng nguyên zin ha. Thì cái con này mình bán với giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu là kèm theo cái biến tần luôn nha các bạn, kèm theo cái biến tần về cho các bạn sử dụng. Điện nhà mình 220 là mình cứ đấu điện nguồn 220 qua cái biến tần này là mình sử dụng bình thường ha. Còn bác nào mà có điện 3 pha không lấy biến tần thì mình bỏ biến tần, mình trừ tiền lại vậy thôi. Hoặc là bạn nào muốn nâng cấp option hơn nữa, muốn gắn thêm cái đầu khoan tự động nữa thì mình cộng tiền vô thế thôi. Ok, nhắc lại nha, cái khoan bàn này mình bán với giá là 7,5 triệu, hãng Kitagawa, còn khá là đẹp.
Bàn khoan chỉ mới dính một cái lỗ, chưa có lủng ha, mới dính một cái lỗ nhẹ, một lỗ duy nhất. Phần đế còn khá mới, mặt sau đế có mẻ một chút xíu nhưng cũng không ảnh hưởng với cái việc sử dụng đâu ha. Có đèn, có ổ đèn tích hợp. Motor này nó xài motor cánh quạt nè các bạn, motor cánh quạt. Cái ưu thế của nó là mình xài mình mài lâu á, mình sử dụng ví dụ mình gắn mấy cái mũi móc mà mình móc thời gian lâu á thì cái motor nó chạy rất là mát. Thứ nhất là cái motor khía nè, motor khía nó giải nhiệt tốt hơn là cái motor không có khía giải nhiệt. Thứ hai là nó có cái cánh quạt tản nhiệt ở dưới đuôi nè. Các bạn thấy những cái motor nào nó có cánh quạt tản nhiệt dưới đuôi thì mình xài ở cái cường độ mà nhiều liên tục á, nó rất là hiệu quả. Ok, đẩy vào. Đấy, được rồi. Nâng bàn hạ bàn bình thường ha. Mấy cái tay quay này thường về nó hay gãy lắm các bạn, do vận chuyển á, cấn vô đèn cái là gãy liền. Nhưng mà cái này nó còn zin hết ha, tay quay rồi tay nắm đồ. Có mấy cái này chắc không zin nữa, nhìn nó hơi xét xét nhưng mà không sao, không ảnh hưởng. Nó chỉ là cái tay chủ thôi, hoạt động bình thường. Cao 1m2, đo chiều cao luôn, lấy cái thước. À, size nó 1m2, đầu con số 2. Đây, chiều cao đây. Tổng thể nó là 1m2 tới tới nóc cà te luôn ha. Tới nóc cà te là 1m2. Đó. Bàn kích thước bàn là 27 rưỡi vuông, 27 rưỡi. À. Cái bàn vuông này nó có xây được không? Bàn vuông này nó có một ốc khóa. Thường ở những cái bàn vuông là nó thiết kế là nó sẽ cho mình xoay cái bàn ở cái góc 90 độ để mình kẹp phôi vô, mình khoan ở cái trục thẳng. Còn bàn tròn thì ưu thế nó sẽ xoay cái mặt mâm được vòng tròn. Bàn vuông là cái ưu thế của nó là mình xoay được cái mâm này ha. Mình có thể xả con ốc này ra, xoay được, có thể xoay được, xả con ốc trụ này ra xoay mâm nó được. Nè, xả ngốc này ra. Nè, xả ngốc này ra, nới ngốc này ra. Xoay cái bàn nó xong mình lóc lại, xong lóc ngốc này lại. Đây, cái bàn này nó hai khớp mà. Trụ đồ me thước đồ còn khá mới. Ok, dán giá vô 7 triệu 500 ngàn bao gồm cả biến tần nha các bạn. Nhắc lại biến tần của Mitsubishi. Biến tần của Mitsubishi công suất một ngựa ha, công suất của một ngựa lần mình xài cho cái motor nửa ngựa ba pha thì không thành vấn đề ha. Mitsubishi 7,5 triệu. Ok, cái này nó nặng lắm à, cỡ cỡ 120 kg á. À, tiếp tục có hai cái cảo nằm trên bàn, hai cái cảo nằm trên bàn. Hai cái cảo của Mỹ nha các bạn, của Mỹ. Hai cái cảo của Mỹ, một cái là nó hiệu hiệu gì đây, William thép đúc của Mỹ nè, Drop Forget in USA. Tình trạng nó có cấn dập 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 nè ha. Ok, hai con là cái khác nhau các bạn, khác hãng hết ha. Con này của hãng gì không biết mà Wilton hay sao đó, nó bị mài mất cái chữ bên đây rồi. Con này nó xài cái me lớn ha, hồi nãy xài me lớn, con này nó xài cái me nhuyễn hơn mà dưới đây nó làm một cái cốt vuông như này để tạo cho chúng ta cái lực siết. Như chúng ta cần siết cái lực lớn hơn nữa, chúng ta đưa cái mỏ lết vào chúng ta siết đây,
Thì tình trạng thì còn tương đối rồi chứ không còn mới được. Hai con này mình đánh giá thuộc hàng đời đời cổ rồi. Cái size của nó đây, size nó chiều dài của nó là 25 26 gì đó. Mở tối đa miệng nó khoảng 10 15. Miệng mở tối đa nó khoảng 15. Đó. Thì tình trạng cái con này quay gần lại cho các bạn xem nè. Arisba gì đó. À, có cấn cấn dập dập, nhưng mà được cái chất thép của Mỹ thì nó miễn bàn ha. Đây các bạn, vít me nó có bị dập dập ở đây nè, nhưng mà quay vẫn nhẹ ha, quay lên vẫn nhẹ bình thường, nhẹ bình thường, vẫn nhẹ nhàng bình thường. Ok rồi, cặp này luôn mình bán với giá là 700.000. 700.000 cho một cặp này ha. Bác nào mua lẻ một cái thì 400.000. Một cặp này mình bán với giá là 700.000. 700.000 cho cái cặp cáo của Mỹ, cáo C của Mỹ. Size của nó là miệng mở 15 inch ha. Miệng mở 15 cm chứ, xin lỗi, 15 cm. À, mà trừ hai cái đầu này xuống đây nó còn khoảng 15 cm. Một con là me lớn, một con là me nhuyễn ha. Con me nhuyễn thì cái độ tăng chỉnh của nó sẽ chậm hơn là cái con to. Nó phù hợp với cái công việc nào các bác thấy phù hợp thì các bác liên hệ. Hai con đều quay nhẹ nhàng hết ha. Kẹp con khá lớn, chuẩn hết ta, chưa có bị ngoát, chưa bị gì đâu, kẹp rất là lớn. Đồ của Mỹ thì nói về mà cơ bắp hay là bạo lực gì đó thì vẫn hơn cái đồ Nhật. Đồ Nhật thì nó thiên về cái độ tinh, độ chính xác cao, mà nói về đồ cài cài bừa thì cái đồ Mỹ nó vẫn, mình đánh giá nó vẫn cao hơn đó. Vẫn cao hơn cái đồ Nhật ha. Đồ Nhật thì họ thiên về cái tính tỉ mỉ, chỉnh chu, chi tiết, chính xác, độ chính xác cao. Đây, nhắc lại cặp cáo của Mỹ. Tình trạng nó còn khoảng còn tương đối thôi. Bán với giá là 700 ngàn. Giá này tương đương với giá hai cáo Nhật thôi. Hai cáo Nhật nếu mà size này thì các bạn mua giá nó cũng tầm cỡ này. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn là đồ Mỹ, nó vẫn vẫn hơn một bậc. Ok, tư bản nó vẫn, đồ nó vẫn chất lượng hơn. Keto này nói rồi. Ê, có cái cục này đi qua lại đá nó hoài, cho nó lên sóng luôn. Cái này gọi nó là cái gì ta, một cái bàn ép của Nhật nha các bạn. Tình trạng nguyên zin, chưa dọn dẹp vệ sinh. Cái này bên đó họ làm một cái cử chấn nè để họ chấn gốc nè các bạn thấy không, chấn gốc nè, họ chấn gốc nè đó, chấn gốc vuông thấy không. À, họ cắt cái gì đó, họ đưa vô, họ cắt cái gì đó, họ làm cái cử chấn gốc vuông. Thì các bạn về thấy nó thích hợp với cái việc gì của mình, ép ép bạc đạn hay là ép những cái đồ chi tiết nhỏ nhỏ nào mà nó vừa với lại cái kích thước của cái bàn ép này thì chúng ta sử dụng. Thì cái phần đầu cử này chúng ta có thể tháo là được ha. Nó lóc vào đây bằng một cái con ốc 6 ly thôi. Mình mở cái con ốc này ra là mình tháo cái bàn chấn này ra được. Thì mình thay những cái đầu chấn này vô, chúng ta ép dấu, đóng mộc hay là ép bạc đạn hay là gì đó vân vân. Rất là nhiều cái ứng dụng. Rất là những ứng dụng. Chúng ta bỏ cái bàn này đi thì cái chiều cao khẩu của nó sẽ mở rộng hơn nữa. Thì mình đo kích thước cho các bạn xem nè. Từ mặt đế nó lên trên, nếu mà bỏ cái cử này ra thì nó còn khoảng từ cái mặt đế này, mình lấy từ mặt đế thôi, mặt đế này lên tới trên nó khoảng 10 phân, 10 cm ha. Nếu bỏ cái cử này ra thì nó còn khoảng 10 cm ha. Cái độ mở nó còn khoảng 10 cm. Tình trạng còn khá đẹp, chưa có dọn dẹp vệ sinh ha, nguyên zin luôn á đó. Cái này nó đang là một cái cử để nó ép chấn gốc nè. Cái tay này nó bỏ vô lòng thêm thôi chứ zin nó không có hai cái cao su rồi đâu nha.
Đây, Jin nó trong là cái tai si thôi, nó bỏ hai cao su này vô để nó cầm cho nó êm tai thôi, chứ Jin nó chỉ có tai mạc rôm này thôi. Đây da băng đúc nổi khá là đẹp, một cái bàn đế sắt nặng à, khá nặng à, cân ký này để nhiều khi vận chuyển đi các bác không ước tính được cái trọng lượng của nó. Đây, bàn đế của nó đây. Nó làm cả nguyên cái đế nó để lên nguyên cái thớt rồi luôn, nguyên cái thớt bằng thép luôn. Rồi các bác nào thấy vô việc được thì alo em ha. Ok, cái bàn ép này em bán với giá là 900 ngàn. Đây, một cái bàn ép của Nhật. À, chúng ta ép bạc đạn, ép những cái đồ nhỏ nhỏ gì vẫn được ha. 900 ngàn. Bác nào mà thích rửa ráy vệ sinh gì đó thì cứ liên hệ em. Món này là em thích lắm, món mà rửa ráy vệ sinh công cụ rồi em thích lắm. Tại qua cái việc mà rửa ráy vệ sinh đó thì mình học hỏi, mình chiêm nghiệm được từ những cái đồ nghề, đồ cái tool rồi. À, cái đó là cái nghề của em mà. Thì bác nào thích tự về vệ sinh cũng được. Tại vì nhiều khi có nhiều người cái thú người ta là cái thú người ta vệ sinh rửa ráy đồ cũng là cái thú người ta, mà mình đi rửa hết rồi mình làm hết việc của người ta đâu có gì để người ta làm, nó mất vui phải không? Thì mà em giao nguyên vậy. Còn bác nào không có thời gian thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ hết những cái bụi bẩn này ha. À, trước khi giao cái này cho các bạn. Rồi, ok, cái con này em bán với giá là 900 ngàn. Khá là nặng đó nha. Cái này mà mua cân ký mà mãi là chắc chắn là không có giá 900 ngàn đâu. Là cái này em mua chung về với một cái lô máy kia nên nó dính với đó thì nên cái giá nó được cái giá tốt. Thì mình để cái giá này thôi. Để đây đi tới luôn, nó đá vô hoài, què giò hoài. Bực quá, thanh lý nó cho nó rộng chỗ. Rồi. Vô đó nằm đi. Có món gì hay ho nha. Đây. Cưa cắt gỗ. Hổng gà mấy bác, nhiều bác cứ hỏi em hoài. Rồi xong rồi cái dặn em mà lý do là bị vận chuyển nó làm em tổ trác. À, vận chuyển làm em say sẩm, rồi hàng nó dội về, xong rồi một số khách không chờ đợi được bắt buộc và ta phải đi mua chỗ khác thôi, đó là cái lỗi do bên mình không có trách người ta được ha. Cái con này tình trạng rất là mới nè, lưỡi mô tắc 8 ha, khá mới của Makita ha. Nên em đọc thông số nó luôn nè, điện di 100V 860W, tem rất là mới nè, em quay nè, nguyên zin chưa có vệ sinh nè, còn dơ hầy, còn xét xét nhưng mà ốc nó còn 7 màu. À, ốc ác còn 7 màu, lưỡi đâu còn đẹp hết nè, lưỡi còn trắng tươi nè. Đó, lưỡi me hợp kim luôn ha, một tấc 8 nè. À, độ dày 1 ly 6. Đọc lại thông số. Đọc lại thông số nha. Rồi, mã là 5800N, 100V 9A, tần số 50-60 Hz, 860W, tua là 4.500 dòng trên phút. Quá đã, mới chát càng cạc. Cắm cái điện vô cho nó ré coi. Rồi, dây nguồn dài ha, dây nguồn khá dài ha. Dây nguồn cứ ghi đét không? 1998. Êm ái ha. Một miếng gỗ xuống kiếm cái chỗ nào thấp thấp dứt cho nó cái coi. Con cục đè của anh mình, cục đè của anh mình hay dứt cho mày liền ha. Thì ở đây nó có hai cái rãnh này, cái rãnh này là cái rãnh mình đo theo cái lưỡi cắt nè, nó để đề con cái rãnh này mình đo theo cái lưỡi cắt ha. Cái rãnh này nó đi theo cái đường, dù mình kẽ một cái đường thì mình canh cái lưỡi này là cái lưỡi cắt nó sẽ đi theo cái đường rãnh đó ha. Rất là nhẹ nhàng ha, nhát cắt rất là ngọt, rất là nhẹ nhàng
Rồi, vẫn là giá cũ 500k cho một con máy cắt của Makita, khá là mới, lưỡi cắt 1 tấc 8, còn đẹp, hoàn hảo, cắt ngọt như mía lùi, quá ngọt. 500k lưỡi cắt 1 tấc 8, khá là mới, dây điện dài mịn mang. Ok, 500k. Dây nguồn mềm xèo, mới chát càng cạc. Dây dài, đúng là cái Nhật, dây Nhật có làm chất lượng ha. Bao nhiêu năm vẫn còn dẻo, vẫn còn mềm. Nhiều bác cũng đặt em mua cái dây nguồn Nhật về đặng mình thay cho cái máy móc ở nhà mình có sẵn á. Cái dây nội của mình đây nó làm kém chất lượng, nó mau chai, cái dây nó cứng ngắc á. Mình về các bác thay cái dây Nhật vào. À, cái này nó nguội rồi, mình để lên trên nha. Ồ, vẫn còn ấm ấm đó các bác. Vẫn còn ấm ấm tay nãy giờ mà vẫn còn ấm ấm tay. Tiếp tục mình có một cái máy cắt ton. Đây. Một cái máy cắt ton. Đây, quay sơ sơ đi. Để cất cái này vô đây. Tập tạ với mấy ngục te này hoài. Đây, một cái máy cắt ton của hãng Hitachi á. Tình trạng là còn khá đẹp. Độ cắt tới 2 ly. Đây, độ cắt tới 2 ly. 2 lưỡi ha. Rồi. Mới vừa để cục đè vô, lụm miếng ton lên cắt liền. Đây. Kéo cái dây nguồn qua. Kéo cái máy xuống. Đây, dây nguồn còn zin hết ha. Dây nguồn còn zin hết. Thì mấy cái con cắt hai lưỡi này á, mấy cái đời mà công suất lớn thì nó hay thiết kế kiểu này các bác. Hay thiết kế kiểu này ha. Chạy khá êm ha. Thì nó cho phép chúng ta bẻ uống vị trí rồi nấn lấn lá này kia, muốn đi đường gì đi ha. Làm một cái đường nữa coi. Quá ngọt ha. Làm một đường nữa coi. Bị say mồi. Cắt được cắt hoài. Đấy, một cái con cắt ton. Giá 600k. Lên mâm luôn. Cắt tới 2 ly ha. Tình trạng là khá đẹp. À, cái đối với cái lưỡi dao của cái con này á thì nó thiết kế cái lưỡi nó lưỡi rời ha. Chúng ta thao tác, chúng ta sau này chúng ta dùng đó thì cái lưỡi nó khi nó mòn hoặc nó mẻ, nó bị lục, nhưng mà nó lục cũng khó lắm, cắt cái ton đâu cứng bằng cái lưỡi nó thép mà. Thì chúng ta có thể mở này ra ha, cho mang ra chúng ta mài nó đi, mài mỗi lên từng chút chút được, giống như kiểu mình mài lưỡi dao tiện vậy thôi, nó rất là tiện dụng. Cái con này nó xài cái tay dên, cái cốt dên nó lớn cho cái lực cắt nó rất là nhẹ nhàng ha. Hitachi đời cổ. Đây, hai lưỡi dao nguyên zin, xét xẹt chưa có đánh rửa vệ sinh gì hết trơn. Cái này là lưỡi dao rồi, cái nào là lưỡi dao nữa? Dưới đây một cái lưỡi nữa nè. Đây hả? Đây một cái lưỡi dao, đây cái lưỡi dao, hai lưỡi dao. Hai lưỡi dao dưới này thì mình mở bằng cái con ốc này. Ha, mở cái ốc này cái là mình lấy cái lưỡi dao ra, hoặc là muốn di chuyển canh cái lưỡi dao cho hai cái mép này nó sát với nhau thì mình cũng mở nới con này ra ha, mình nới con này ra, mình điều chỉnh cái con ốc này. Đây là một cái lưỡi dao, đây là một cái lưỡi dao ha, thì mình có thể nới cái con ốc này ra, mình điều chỉnh, mình tăng giảm cái độ khép hở của cái miệng này nè, mình điều chỉnh bằng cái con này, ốc này đặng nó đẩy cái lưỡi dao xuống ha, mình nới cái con ốc này ra, mình chỉnh cái con này sẽ đẩy cái lưỡi dao xuống thì nó sẽ mở khép cái khẩu lại, hoặc là mở khẩu to ra tùy theo cái độ dày to mà mình cắt. Hay muốn cắt cái ton mỏng hơn thì mình đẩy cái lưỡi dao nó thấp xuống đây chút xíu. Còn đẩy cái lưỡi dao
cao lên để mình mở cái khẩu ra rồi mình cắt cái ton dày để vô cho nó ăn được cái lượt cái ton. Rồi 600k cho một cái máy cắt ton hình thức bình thường, cắt ngọt là được ha, quan trọng được việc là được. Nhiều bác thợ mua về sử dụng theo cái công việc hàng ngày của mình thì không có yêu cầu về cái hình thức cho nó phải đẹp, phải sắc xuất sắc, tại vì xuất sắc thì mình không dám đem ra mình sử dụng, xuất sắc thì chỉ để cho các bác sưu tầm lâu lâu xài một hai lần thôi. Còn đối với những cái con này là thích hợp cho chúng ta đem ra đi cày hàng ngày chinh chiến, những cái con này là những con đẻ ra tiền à. Những cái con xấu xấu vậy chứ, nhưng mà nó cắt được việc mình là ok. Mình bán đồ cho cũng nhiều cái anh thợ không yêu cầu hình thức, quan trọng là nội dung phải chất lượng, tại mình đem về mình cài mà, mình mang ra mình cài đó hàng ngày thì mình đồ đẹp mình cài vài bữa nó cũng thành cái đồ xấu rồi, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng, cái nội dung bên trong của nó tốt, gỗ còn tốt nước sơn ha. Mình ở đây mình bán đồ vừa có đẹp nước sơn vừa có tốt gỗ, nhưng mà có những cái chỉ tốt gỗ mà không có tốt nước sơn thì giá nó tùy theo giá thôi, nó hợp lý là được, hợp lý là chơi được. Rồi một cái cây taro đi, một cái cây taro. Nhiều bác cứ hỏi em về cái cây khoan taro, hôm nay em có một cái khoan taro rất là dễ thương ha, xinh xắn dễ thương. Vậy nó quấn kiểu gì vậy nè? Đây của hãng Makita, quay tổng số gần lại cho các bác xem nè. Đầu cặp con này là của Yukiwa luôn ha, Yukiwa Nhật nè, giá đèn không thấy đường hả. Đầu 6,5 ly, đầu 6,5 ly, đọc cái tem thông số nè, 6 ly tối đa 6 ly, công suất 200W. Tua của nó là từ 3.800 cho tới 7.500, chỉnh cái này là chỉnh cái tua của nó là từ 3.800 cho tới 7.500, thì nó tùy theo phù hợp với lại cái mũi taro mình sử dụng nó to hay nhỏ. To thì mình sẽ đi cái tua chậm hơn, nhỏ thì mình sẽ chạy cái tua nhanh hơn vậy thôi. Quấn cái kiểu gì rồi. Rồi ngon lành cành đào khá êm ha, êm ái. Đây chính là cái tua số 5 nha. Ép vô nó chạy chiều thuận ha. Đầu khoan nó cứng mà nó ăn luôn cả cái bàn sắt luôn ha. Đầu khoan không có dấu gì hết ha. Thép cứng ghê. Nhẹ nhàng ha. Cái này mình có tặng kèm theo cái mũi mở đầu măng chanh cho các bác ha. Cái chìa khóa mở cái đầu măng chanh. Đọc lại là thông số là 200W, điện di 100V nha. Dòng tua là từ 3.800 cho tới 7.500. Rồi chúng ta điều chỉnh trên đây tùy theo cái mũi taro lớn nhỏ của mình đó, thì mình sẽ điều chỉnh cái này nó thích hợp cho chúng ta khoan cũng được, khoan cũng được hoặc là chiên taro. Khoan cũng được, khoan cái đầu nhỏ vẫn được ha. Bình thường khi mình bóp cò nó sẽ quay chiều ngược nè. Mình cắm mũi taro và mình cắm vào cái lỗ của taro, nó ép với nhau xuống thì nó sẽ quay chiều thuận lại. Sẽ quay chiều thuận lại, bình thường nó bỏ ra sẽ quay chiều ngược. Khá là êm các bạn. Ok. Cái cây này mình bán với giá là 500.000. 500k cho mỗi cái cây khoan taro của Makita. Ốc con này đời này nó xi đen hết ha. Nè nó mạ đen hết.
bán với giá là 500k cho cái khoai khoang taro của Makita, còn khá đẹp. Một cái cây khoang taro. Khoang taro. Hay, cái món này cũng rất là hay. Hết đầu điện ha. À, nhân tiện mình cũng còn một số cái máy mài cầm tay nha các bạn. Máy mài cầm tay vỏ nhôm của Nhật, thì các bác nào có nhu cầu vẫn có thể alo trực tiếp cho mình để mình review, mình gửi Zalo riêng cho các bạn. Tại vì nhiều khi quay cái video nó quá dài nên mình không thể nào mình đưa vào hết tất cả các sản phẩm cùng lúc được. Đây, có một cái dao cắt ống của hãng MCC, hàng chuẩn Nhật ha, hàng chuẩn Nhật của MCC, cắt tối đa được tới 63 ly, cắt ống độ mở cắt ống tới 63 ly ha. Đây, mở khẩu ra. À, để cái ống 63 ly vô. Lưỡi nó còn đẹp hết ha. Này nó bị thâm, cái kim loại nó bị thâm do nó bảo quản không tốt thôi. Lưỡi nè, nó còn thẳng hết, chưa có bị sứt mẻ gì hết ha. Hoạt động bình thường ha. Ha, hoạt động bình thường. Rất là nhẹ nhàng ha. Đồ chuẩn Nhật cắt rất là nhẹ nhàng thao tác. Ok, cắt xong, kịch một cái trả vị trí đăng ban đầu. Hàng chuẩn Nhật còn khá là đẹp ha. Một cái dao cắt ống nhựa PVC, độ cắt tối đa được 63 ly. 63 ly là khá lớn à. 63 ly. Oh, kéo thử coi, có cái thước ở nhà kéo là thử coi. Đây, 63 ly là cái ống cỡ này ha, gần bằng cái miệng của cái này ha. Một cái ống gần bằng cái miệng này ha. 63 ly, ống nhựa 63 ly là khá là to đó nha, chứ không phải là đơn giản. Ok, cây này mình bán với giá là 500k cho cái cây cắt ống của PVC, khá là đẹp. Hàng chuẩn Nhật ha, hàng chuẩn Nhật, máy ra băng. Lưỡi còn đẹp hết ha, lưỡi còn đẹp. Đây có một cái đầu khoan 13 ly. Một cái đầu khoan 13 ly. Con số 2 ha, sử dụng đuôi con số 2, đầu khoan 13 ly của Hitachi. Còn khá là đẹp các bạn. Này là chưa có dọn dẹp vệ sinh luôn. Có chìa zin kèm theo luôn ha. Sẽ có chìa zin kèm theo luôn. Đây, đuôi con số 2, 17 ly. Đuôi con số 2, 17 ly à. Các bác nào thấy cái nào mà nó phù hợp của mình thì hãy chốt nha. Mình nhắc lại đầu khoan này là 13 ly, đuôi con số 2, 17 ly. Này nó chỉ dùng cho những cái khoan bàn nhỏ, hoặc là những cái máy khoan cầm tay có cái đuôi con số 2 này. Đây cái đuôi con nó, mình lấy ví dụ đây nè, đây cái đuôi con nó cỡ này nè. Đó, đuôi con số 2 nó là cỡ này. Đây, thấy không? Đóng mạnh một cái là nó vào. Rồi. Ok, cái này có chìa kèm theo đầy đủ ha. Cái này mình bán với giá là 350. 350. Có chìa kèm theo đầy đủ nha. Cái này còn rất là đẹp nha, của Hitachi nè. Hàng chuẩn Nhật nè. À, logo GS 13 ly, cắt măng, cắt ranh măng danh này còn rất là đẹp, chưa có bị sứt sẹo hay là mẻ cái nào hết. Bao đẹp, cái này vệ sinh lên là bao đẹp. Lỗ này cũng chưa bị ngoác gì hết ha. Thấy không? Đu này cũng chưa bị đóng bị gì hết ha. Đó. Ok. 350.000 kèm theo cái chìa zin mở đàng hoàng. Đây, hiện tại thì mình còn một số cái máy mài nhôm kiểu này ha, của Hitachi có, của Mitachi có, nhưng mà nói chung là tất cả là đều là hàng chuẩn Nhật ha, vỏ nhôm. Như cái con này Z79 nè, mình vẫn bán với giá là 400k kèm theo cái chìa zin.
Đây cắm điện vô test thử liền. Đây dây nguồn zin nè, vẫn luôn luôn có hàng để phục vụ cho các bác. Ok, cái chìa mở của nó có bỏ đây không? Không có chìa bỏ đây. Đây cặt te đồ zin hết ha, ốc ác là còn khá là đẹp. Có một con này không đẹp thôi, con này nó bị nằm chỗ này bị rỉ ẩm gì đó nó xét thôi, còn lại mấy con này là còn đẹp hết. Date của nó là tháng 10 năm 79 ha, tháng 10 năm 79. Tua của nó là 12.000 vòng, công suất 570W, hàng Hitachi chuẩn Nhật ha, những con Hitachi thế hệ đầu tiên. Những cái con này nó thiết kế cánh quạt sắt vào cái gió nó thổi trực tiếp ra phía trước á, ở khi mình mài á, là nó thổi những cái ba dớ, những cái bụi nó bay ra ngoài chứ nó không có bay vô trong người mình, cái người thao tác ha. Mình cầm mình mài cái bụi nó thổi ba dớ bay đi ha. cánh quạt tản nhiệt của nó, cánh quạt sắt rất là hiệu quả, vẫn bán với giá là 400k ha. Có chìa mở và chìa chặn kèm theo cho các bác sử dụng. Đây, các bác nào mà không mua được trên video công chiếu của mình thì có thể liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ tư vấn cho các bác cụ thể hơn, hoặc là mình gửi Zalo chi tiết những sản phẩm nào tương tự. Ok, vẫn luôn cố gắng mang những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho các bác có nhu cầu. Máy mài xong rồi đúng không? Máy mài xong rồi thấy cái món gì lạ lạ hay. Có một cái món này rất là hay. Vừa về hôm nay chưa có kịp vệ sinh còn dơ hay luôn. Thiệt là dơ luôn. Đây. Đây. Giới thiệu với lại các anh em là một cái cây giũa hơi của hãng Nitokonki. Nó bay mất tiêu cái chữ rồi. Bài bắt tiêu chữ rồi. Nitokonki, hai cái logo nằm chỗ này. Hai bên đây nó có chữ Superhand thôi. Nó là một cái cây giũa hơi ha. Đây. Thông số nó bên đây còn rõ hơn quá. Đọc cho các bạn nghe luôn. Tua của nó là 3.700 vòng phút. À, hơi nó áp nó chừng 6 kg là xài được rồi ha. 0,59 MPA là tương đương với lại 0,6 kg là mình có thể sử dụng được rồi ha. Cái mũi này cũng mũi nó là 6.3 thông dụng ha. Thì chúng ta có thể cái này là mấy anh Nhật ở bển, anh Nhật mấy anh chế cái thanh này vô rồi mấy anh dán cái viên đá vô đây. Hồi nãy về có viên đá em gửi cho em Dục đâu mất tiêu rồi, cái viên đá nhỏ nhỏ mấy anh dán vô đây là để mấy anh mài gì không biết. Nhưng mà cái này của ta đúng là cây dũa ha. Thì chúng ta tháo cái đuôi này ra bằng cái cây mũi lục giác ở đây, tháo cái mũi này ra thì chúng ta cắm cái dũa vô, cái dũa nào mà cái đuôi tròn của nó là 6 ly ha. 6 ly 3 là chuẩn, 6 ly 3 đó thì mình nói là 6 ly là chúng ta có thể sử dụng được. Thì chúng ta có thể dùng dũa những cái góc kẹt, những cái vị trí nào đó mà mình không có đút vô mình dũa tay được, hoặc là dũa tay mỏi quá đút cái dũa hơi vô mình dũa ha. Ok, cắm vô tép thử luôn, còn bụi không á, chưa có vệ sinh đó nha. Dây được zin luôn á nha. Đây, cái con này nè, quay gần lại nè, chỉ cho coi nè. Cái boe nó rất là hay ha. Boe nó là bằng những cái hạt thau ha, lọc hơi nước luôn. À, rất là hay. Đây, chạy nè. Bác nào mà hay ngứa lưng quá, mình cắm cái cây gãy lưng vô đây mình đưa vô mình gãi cũng được ha. Gãi lưng cũng được. Em nói đùa thôi chứ không phải gãi được đâu nha. Gãi hồi chảy máu luôn á. Đây không có cái cây dũa nào nhỏ nhỏ tròn tròn vậy được. Thọt vô dũa thử. Không có cái cây nào cán tròn vậy ha. Cái này nói chung là mình để dũa mấy cái đồ tinh thôi. Những cái dũa nhỏ đó, cái cán nó khoảng 6 ly, 6 ly 3 đó. Thì mình em xem có cái chìa mở của nó. Hai cái chìa mở của nó, một hai cái lục giác khoảng 3 ly nhỏ vậy nè.
cái này nó nhỏ hơn nữa. Đây. Thì mình xài cái nó lỡ cỡ vậy. Đây. Đây mình thay cái mũi nó ra thôi ha. Mình cắm cái mũi dũa, cái dũa vô là mình có thể thao tác được rồi. Đây nó xài cái con ốc lục giác để nó giữ nó lóc lại thôi. Cũng khá là đơn giản. Cây này còn rất là đẹp. Rất là đẹp ha các bác. Ok, một cái dũa hơi của Nhật hãng Nitto Konki. Khá là đẹp. Bây giờ công chúa đi chơi rồi. Ok, một cái dũa hơi của Nitto Konki. Cây này mình bán rất là nhiều cây rồi, thành thử ra cái chỗ này nó bay đến cái nước mình cũng vẫn biết nó là của hãng Nitto. Ha, các bác lên mạng search Nitto Konki model là SH100A là nó sẽ ra cái cây này. Và bên cạnh nó có báo giá cho mình biết luôn ha. Biết giá bao nhiêu luôn. Thì cây này em bán với giá là 600.000. Chắc lúc đang báo giá này là nó chắc cũng bán rồi. Tại vì có nhiều bác chốt giá em cũng không thể tưởng tượng được. Em chưa báo giá là các bác đã chốt luôn rồi. Nhiều khi em đang review có khách hàng lúc mà công chiếu video mình cũng ngồi đó mình coi chung, giống như mình là khách hàng luôn, mà mình cũng đang coi tới khúc mà mới lên cái sản phẩm chưa có kịp báo giá gì, cái là người ta điện thoại à anh lấy cái món đó, nói, anh ơi em chưa báo giá, anh chờ chút xíu em báo giá, nó không anh lấy luôn. Bởi vì nhiều khi cái nhiều khách hàng cứ điện hỏi sau mới lên rồi bán liền, em không biết sao giải thích luôn ha. Một cái dũa hơi rất là đẹp. Cái món này thì lâu lâu mới gặp chứ không phải gặp hoài, giống như là bánh mì ngày nào cũng ra lò đó ha. Cái dũa hơi này rất là ít gặp mà tình trạng còn đẹp nha. Chứ nhiều cây mà nhiều khi mua về cũng phải cân dây chai hoài á, mua về nhiều khi không sửa được. Tại cái ruột này của nó đưa qua 2-3 cái phốt trong đây nè, nó có 2-3 cái phốt ở trong đây, trong cái ruột này nè. Cái công tắc của nó đẩy lên cái là hơi nó qua thôi, cái dây hơi zin của nó nha, dây hơi này zin của nó luôn. Hãng Nitto họ hay làm cái dây hơi dài vậy. Một số con họ làm một cái bô e kéo dài ra nữa. Đối với những có con mài hơi hay là mài khuôn của Nitto á, thì mình đánh giá cái đồ họ làm rất là tinh, rất là đẹp, rất là sắc sảo chỉnh chu. Họ làm cái bô e ra để mình xài trong những cái hãng xưởng á, mình xài nó giảm thanh tốt. Thì về riêng về cái đầu hơi của Nitto này là mình đánh giá là rất là cao cấp, rất là xịn sò. 600k cho cái dũa hơi này nha. Ok, tiếp tục mình giới thiệu một cây búa đi. Cây búa. Cây búa nào nó hay nha. Đây. Một cây búa bi to đi. Một cây búa bi to của hãng Maruki. Size số 3. Dòng cổ điển. Ha. Cái đời này là nó gò thủ công nè, nó gò bằng tay nha các bạn, chứ không phải là nó đủ khuôn, nó đúc khuôn cho những cái cây búa bi thế hệ sau này đâu. Các bác để ý những cái cây nào mà nó làm cái phần nhấn và nó nhấn ra để mà ra được những cái viên đầu bi hay là đầu gõ đóng dưới này á, mà nó làm rất là, nhìn nó rất là thô sơ nhưng mà rất là đẹp, nhìn nó rất là có nét, có hồn, không có dấu khuôn nha, hoàn toàn không có dấu ráp khuôn trên cái búa này ha. Này là của hãng Maruki. Các bạn search Maruki size số 3. Con này trọng lượng nó khoảng 1 kg mấy, em có cái cân cho anh mượn cái cân. Cân điện tử. Rồi. Dài quá nó bị đụng cái cán nó xuống. Đây cái cán nó quay qua đây, quay cán qua đây. Thông minh quá ta. Cameraman thông minh quá. À 1.448 84 hả? 1.484 cho là 1.5 kg đi. Size số 3, 1.5 kg. Đầu búa khá lớn ha. Thích hợp chúng ta đập những cái đầu lớn cán dài rất là lực ha, đập rất là lực. Thì cái mặt búa nè, cái cây này là thuộc dạng cái búa cổ nha các bạn. Dòng cổ điển á. Dòng cổ điển các bạn search là Vintage cái Maruki của Nhật á. Đời cổ
Cái này búa này đã có sử dụng rồi chứ không phải là chưa sử dụng ha. À, các bạn nhìn để ý nè, có sử dụng rồi. Cán búa nó có dấu cấn đập, tức là nó có qua quá trình sử dụng khá là nhiều rồi, nhưng mà cái đầu của nó không có hề dấu hay là suy xiển hay là bị nở hay là bị tè đầu gì hết. Thì mình đánh giá được là cái độ thép của nó rèn khá là tốt. Cái độ thép rèn thủ công của cây búa Nhật này khá là tốt ha. Khá là tốt. Chất thép nó là rất là ok ha. Khoan vô cái đe coi. Ok. Độ nảy búa cũng rất là tốt. Đầu bi trên đây cũng còn rất là đẹp ha, chưa có bị dấu cấn gì hết. Chứng tỏ một cây búa chất lượng thép ok ha. Mình những cái cây mà làm thủ công như thế này á thì cái giá trị sưu tầm nó là thường rất là cao hơn những cái đồ mà làm công nghiệp ha, làm sản xuất hàng loạt, đổ khuôn đúc khuôn hàng loạt. Những cây này mình thấy nó mát, nhìn cái dấu đập của nó nè, quay gần thấy nè, dấu đập nhấn đầu các cái cạnh này nè, nó gần như là nó không có đều, không có giống nhau được. Mình dám cam đoan là 10 cái búa mà xuất xưởng là không cây nào giống cây nào được. Cái độ nhấn nè, cạn chỗ, cạn chỗ sâu nó khác nhau hết. Ok, trên đây nó còn cái logo của Maruki mà rất là mờ. Một cái cây dòng búa cổ của Nhật Maruki, mặt búa còn đẹp ha, đầu bi còn đẹp ha. Trọng lượng khoảng 1,5 kg, giá là 300.000 cho cái búa này. 300k cho cây búa bi nặng 1,5 kg, chất thép tốt, đã qua quá trình trải nghiệm khá là lâu năm nhưng mà vẫn còn giữ được cái bề mặt gần như là không có vết gì trên mặt hết, trên đầu bi cũng vậy ha. Maruki thôi, một cây búa bi 1,5 kg giá chỉ có 300.000, quá là rẻ. Ok, có mấy cây kèm này giới thiệu với lại các bạn đây. Một cặp kèm cơ khí của Fujiya Nhật chứ không phải Fujiya Việt Nam nha, lưu ý. Đây, Fujiya Nhật. Fujiya của Việt Nam sẽ không có cái logo này nha các bạn. Đây. Rồi, một cặp kèm của Fujiya Nhật, tình trạng là mới chưa có sử dụng ha. Ở đây nó có đóng chữ Fujiya da băng nè. Ha, kèm Việt Nam sẽ không có cái này đâu nha. Tại Việt Nam sản xuất không có cái này đâu nha. Ok, tình trạng như mới. Cây này là kích thước của nó đây. 18 ha, 18,5. Cây này nó dài 21. Ok. Cây này mình bán với giá 150.000. Như mới mà có răng chứ nữa. Răng ta răng còn thanh niên. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Để đó. 150.000 cho cái cây nhỏ và 200.000 cho cái cây to. Đây, răng cỏ đây, đây. Răng thanh niên nha, không phải răng bà già đâu, tình trạng như mới mà. Đây, còn gắt luôn á nha, chứ không phải là nhão nhe nhão nhẹt đâu. Cây lớn 200k, cây nhỏ 150. Nó nhỏ thôi chứ cũng không nhỏ hơn nhiều đâu nha, 80 thôi. 200k. Rồi, kèm cơ khí nha các bạn. Lưu ý nó là kèm cơ khí. Nó không có cái bao cách điện để chúng ta sử dụng giống như những cái kèm điện gia đình. Nhưng mà được một cái là cái kèm cơ khí thì nó trui rèn nó tốt hơn. Cái độ cứng của cái hàm, các miệng, các cái nó làm tốt hơn là cái kèm điện. Để chúng ta cài hay là chúng ta bảo hành nó khá ok hơn là cái kèm điện gia đình ha. Và thông thường những cái kèm này thì chất liệu nó là thép đen chứ nó không có xi mạ gì hết ha. Và tay cầm nó cũng không để ra bao cao su, khi chúng ta xài những cái dầu nhớt mỡ chúng ta cầm những cái tay cao su nó hay bị trơn trượt á, khó thao tác, thì nó sẽ làm cán nó không có bọc cao su. Đây,
trên cán nó đây có logo của hãng Fujiya da băng, đều đóng hai bên hết ha. Ok, nhắc lại cái kèm Fujiya Nhật tình trạng như mới, 200k cho cây lớn và 150 cho cây nhỏ. Tiếp theo mình có một cái món cũng hơi to to, cần thanh lý. Đây một cái kèm ai mỏ lết chứ quên nấu riết bị liệu luôn, một cái mỏ lết mỏ lết này nói sao ta size 24 inch ha, size 24 inch là dài 60 cm đó. Thì cái cây mỏ lết này tình trạng nó đang rất là dơ, rất là bụi. Thì cây mỏ lết này mình muốn chia sẻ với các bạn là một số cái vấn đề về cây mỏ lết này. Cây mỏ lết này của hãng Trimal, hãng Trimal của Mỹ ha, một cái thương hiệu cổ của Mỹ rất là lâu đời. Size 24 inch, tình trạng là dơ chưa có vệ sinh nè, cho nên nó còn đóng bụi chưa vệ sinh nè. À, bên đây nó sẽ có những cái thông tin như là bạc mã mask USA, nếu mình đánh sạch sẽ nó có chữ mask dưới đây. Thì cái con này á, cái tình trạng của nó đang bị lai cái càng trên đây nè, mình nói rõ cho các bạn nghe, lưu ý kỹ nha, nó đang bị lai cái càng trên này. Thì lý do là nhưng mà cái hàm răng của nó thì cũng còn tương đối ha, cũng còn kẹp được ok á, chứ chưa có bị mẻ răng nào đâu. Cái này là mình chưa đánh rửa vệ sinh đâu, nó răng nó cũng còn ok. Thì cái này thích hợp cho các bạn mua về sử dụng hơn là sưu tầm. Vì đối với sưu tầm thì chúng ta phải lựa những cái nào nó chỉnh chu hơn thì chúng ta sưu tầm. Thì sẵn qua cái cây mỏ lết này mình muốn chia sẻ cái điều gì? Tức là khi chúng ta lựa cây mỏ lết cổ á, cái hình dáng của nó đầu tiên khi chúng ta nhận dạng ngoài bãi á, là chúng ta đánh giá là cây mỏ lết cái kiểu cổ là cái càng rời nè. Càng rời nè. Cái đuôi của nó là cái đuôi bằng, chứ nó không đổ cái đuôi bo tròn như những cái đời sau ha. Thì cái càng này nó lai thì mình cũng đánh giá nó là cái càng của Nhật hay gì đó thôi, mà cái bước răng me của nó vừa với lại cái con tán này, vẫn sử dụng thao tác bình thường ha. Càng này vẫn là càng thép, vẫn là của một cái mỏ lết đời cổ nào đó, nhưng mà không phải của hãng Trimal. Đây. Đây. Thì bán qua rất là nhiều cây rồi thì biết đúng không, nhưng mà nó vẫn là một cái càng của cái mỏ lết đời cổ, thì nó mới vừa với cái bức răng của cái con tán này để mới gắn vô vừa cái cây mỏ lết này. Thì mình nhận định là khi các bạn đi ngoài bãi, bạn nhìn thấy một cái mỏ lết, đánh giá là cái mỏ lết cổ á, là cái càng này thứ nhất nó vẫn là cái càng 24 inch ha, cho nên nó có ghi 24 inch nè. Nhưng mà mình đánh giá cái độ mà đẹp của nó thì nó không bằng được cái cây này. Cái đét của cái con cái hãng Trimal này nó có từ năm 1911 tới năm 1913 11 luôn, rất là sâu tuổi ha. Và thiết kế cái cán của nó kiểu này, một số cây đời cổ hơn thì cái cán nó không có bo cạnh đầu luôn, nó sẽ vuông cạnh với sau luôn, nó vuông cạnh luôn ha. Nhưng mà nó làm thon cái này để chúng ta đúc tiếp vô, chúng ta thao tác ở cái lực lớn hơn thì ta đúc tiếp vô. Thì tình trạng cái con này là nó bị lai cái càng này của mỏ lết Nhật. Mỏ lết Nhật nó có hai cái đời, nó xài cái đuôi bằng này, một là của Thunder, hai là của Mitsubishi đời cổ, thì nó mới xài cái mỏ lết cái càng đuôi bằng như vậy ha. Nếu không thì nó sẽ xài cái đuôi bầu hết, mà đuôi bầu mình nhìn vô là mình sẽ không có lựa chọn ở đâu. Thì cũng đây là một cái bài học nè ha, bài học kinh nghiệm cho các bạn, chia sẻ cho các bạn. Và con này nó còn thiếu hai cái lá thép chặn ở đây nữa, thì mình có thể mình sẽ bổ sung cho các bạn hai cái lá thép chặn ở đây, thì cái đó có thể mình sẽ tìm được cho các bạn hai lá thép chặn ở đây. Và tình trạng mình nhắc lại luôn nha, răng nó chưa có bị mẻ một cái nào hết ha. Răng trên răng dưới là đều chưa có mẻ cái nào hết, răng trên là đang bị dính bẩn dơ, mình chưa đánh vệ sinh thôi. Cái hàm dưới mình đánh vệ sinh ra, mình kiểm tra rồi sơ qua thì răng nó cũng còn ok, thích hợp các bác mua về sử dụng thôi ha. Mình không có khuyến cáo cho mấy bác mua về sưu tầm nữa, tại vì sưu tầm là mình một á là mình mua tiêu bản luôn, tức là những cái cây nó đã hư không sử dụng được, nhưng mà mình về mình làm tiêu bản là mình làm cái học cũ hay gì đó thì mình mua mình làm tiêu bản như thế.
À, còn cái này thì mình mua về mình sử dụng vẫn còn được ha, vẫn còn sử dụng được. Răng trên răng dưới là còn ok hết ha. Chưa có bị mẻ sứt răng nào hết. Thì mình nhắc lại cái cây này là của hãng Trimal của Mỹ ha. Cái đét của nó thì nó khá là mờ, nó khá là lâu năm mà nó mờ, nó có cái thường nó sẽ đóng cái đét ở trên đây nè. Rồi nó khá mờ chỗ cái tem này. Con này vẫn là cái càng 24 inch nè. Đó. Ở cái chỗ này để mình ra mình đánh cái chữ này lên cho các bạn xem ha. Rồi, đợi 3 xíu. Đây. Đẩy gì? Rồi, chạy đi. Ok. Đây. Trimon MFG Company. Rosbury, cây này khá là cổ ha, của Mỹ nè, chất liệu thép đúc, Trimal. Cây này mình bán với giá là 400.000, bằng giá với một cái cây mỏ lết Nhật size tương tự ha. Bây giờ các bạn đi ra bạn mua một cái cây mỏ lết Nhật size 24 inch như thế này, thì giá của nó vẫn là khoảng tầm 400.000 cho đến hơn nữa, chứ không phải là bạn có giá 400 ngàn đâu. Thì mình nhắc lại ở đây mình có một cái cây mỏ lết Mỹ, nhưng mà lai cái càng này là có thể là cái càng của Nhật, hoặc là cái càng này là cái càng hàng rời, phụ tùng rời của nó cũng có thể, tại vì nó chỉ có một số cái đời là nó xài cái đuôi bằng này, là đời cổ nó xài cái đuôi càng bằng này. Thứ hai nữa là cái phải đời nó phải cùng cái bức răng với cái con tán này thì nó mới sử dụng được ha. Cây này mình bán thanh lý với giá là 400 ngàn. À. Cái nguyên của nó thì nó là Nguyên bản thì trên cái càng này sẽ đóng chữ Trimo giống như cái này. Nó cho đóng chữ Trimo trên đây 24 inch. À. còn nó không có đóng trên này. Nó không đóng trên, nó chỉ để là trademark drop forget thôi, chứ là thép đúc. Này, đóng drop forget thép đúc. Ok, để mình kiếm là có mấy cái chặn của nó không. Cái mấy lá thép chặn đó. Đây. Lá thép mình sẽ bổ sung cho các bạn hai cái lá thép này, nó nằm trong đây, lá thép chặn của cái con tán này. Ok, lá thép này là cũng zin đó nha, cũng đồng màu 24 inch mà, lá thép zin 24 inch mà. Ok, cây này mình nhắc lại mình bán với giá là 400 ngàn một cái cây mỏ lết 24 inch dài 60 cm của hãng Primal, bị lai một cái càng, răng cỏ còn đẹp, thích hợp cho các bác mua về sử dụng ha. Còn bác nào thích sưu tầm thì vẫn có thể sưu tầm được. Lúc đầu ý tưởng là tính mua về để làm cái chân bàn hay gì đó, nếu mà mua được 4 cây giống nhau chúng ta sẽ kẹp lại, chúng ta làm cái chân bàn để một cái mặt bàn lên đây ha, kẹp nó lại là chúng ta có một cái bàn với 4 cái chân là của hãng Trimal của Mỹ, cũng rất là độc đáo ha. Ok. Rồi. Video hôm nay nó cũng khá là dài ha. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình sẽ thanh lý và có nhiều cái chia sẻ nó thú vị hơn. Những anh em nào mà đã xem những cái sản phẩm cũ rồi thì cũng không nên là bỏ qua, không nên chuyển kênh nha. Mình sẽ có những sản phẩm bất ngờ xuất hiện vào những cái lúc bất ngờ để các anh em không kịp trở tay, không kịp bóc điện thoại lên điện đâu nha. Ok, cảm ơn các anh em đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của MTV Tool. Chúc các anh em mua được những sản phẩm ưng ý và có những cái trải nghiệm hiệu quả với những món đồ mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của MTV nhé. Và cái một cái vấn đề nữa mình muốn xin nhắc nhở các anh em là khi mà chị em được chốt đơn á, các bạn nhận được cái bill của admin gửi, nó có đầy đủ thông tin và quan trọng là cái phần
cuối cùng là cái phí vận chuyển ha, là xe tiền và phí vận chuyển. Nhưng khi các bạn nhận được sản phẩm, các bạn vui lòng kiểm tra kỹ lại giá tiền và phí vận chuyển. Nếu có sự sai lệch, vui lòng liên hệ ngay với số điện thoại của admin của kênh MenteWi để được chia sẻ và tư vấn thêm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.